đó, không thấy tiểu thương ở đâu luôn. À, cho nên là một cái sạp hàng gì nè, cả nhà mình thấy hàng quá cỡ nào mà nói cái tiền sạp nè, rồi tiền hàng nữa thì phải nói là như có một cái sạp như vậy thì người ta gọi là đại gia rồi, tại nắm bạc tỷ trong tay mà. Nhưng mà bây giờ thì bán thì không được, người mua thì không có, cho nên là bây giờ không biết phải làm sao. Đó, hàng quá thì nó đầy ốc như thế này. Đây thì quá trời luôn đây. Nhưng mà hiện tại thì khu vực ở trong này thì thấy đóng cửa rất là nhiều rồi. Đây thì quầy trái cây của gì này, nhìn hấp dẫn ha. Dạ gì cho hỏi thăm dạo này mình bán đỡ không gì? Vắng lắm rồi. Dạ, cảm ơn gì. Để con. Em Ri xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay chỗ khu vực là chợ An Lạc và bến xe miền Tây đây. Cách đây khoảng 30 m nữa là bến xe miền Tây chúng ta phía trước đây. Khu vực này thì ngày xưa cực kỳ sầm uất luôn. Do đây bến xe miền Tây thì vận chuyển tất cả các hành khách từ 13 tỉnh miền Tây vào đây, thì cho nên là cái khu vực chợ này đông lắm. Khu vực này phải nói là nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm luôn. Thì ở đây thì ngay trước mặt gia đình chúng ta là chợ An Lạc đây. Phía đây thì em cũng xin mời gia đình chúng ta vào bên trong mình tham quan, xem bà con ở khu vực chợ An Lạc này thì hiện tại khu vực bến xe miền Tây này thì kinh doanh buôn bán như thế nào. Đây thì bước vào đầu chợ thì ghi thấy có nhiều tiệm tạp hóa của chị đấy. Đây chị bán đủ luôn nè, gạo nè, rồi tất cả các gia vị nè, đủ luôn ngay đầu chợ của mình luôn nè. Chị cho em hỏi thăm dạo này mình bán đỡ không hả chị? Dạ đây ra. Dạ đây là cái gì, tóp mỡ thôi. Dạ, cảm ơn. Đây thì vào ha, tập quá xong thì bên đây thì có gia vị nè, rồi rau củ quả đây, thì Ri sẽ mời cả nhà mình sẽ vào trong ha. Rồi trong mình bên trong chợ đây. Đây là cổng số 1 của ngôi chợ. Ngôi chợ này có hai cổng. Đây thì quầy thịt của chị ha, thịt tươi nóng luôn nè, mọi người nhìn ngon không cả nhà? Chị ngại ống kính, dạ xin lỗi chị. Ở đây mình vào đây thì trong chợ đây nhìn thấy cũng khá là đông bên trong. Bây giờ thì Ri sẽ đi bên đây trước. Đây thì vào đây thì cả nhà mình thấy rau nè, trời phải nói trưng bày rất là đẹp luôn đấy. Mình cứ ngỡ là đi vào những cái ngôi chợ trung tâm quận nhất á, thì thấy cái cách trưng bày của bên đó thì mình rất là thích. Và bây giờ thì mình đến cả bên quận Bình Tân đi, mình thấy cách trưng bày của chị cũng rất là hay, đồ để rất là đẹp luôn. Đây đây thì đồ đẹp không ai mua, vắng lắm phải không? Ủa chợ này cũng thấy lớn quá, ngay bến xe này nữa mà cũng vắng ha. Dạ, cảm ơn cô. Đây thì cái quầy bún của chị quá trời luôn nè. Đây gia vị nhiều ha. Nhưng mà rõ ràng nghe chị nói vắng thì Ri mới để ý lại là quay một vòng chợ luôn. Thì sáng sớm nhưng mà thấy lượng khách thì cũng khá là ít, không ai đi hết trơn hả chị? Ủa chợ này bự quá trời luôn mà không ai đi. Dạ ế dữ luôn hả? Còn như vậy thì mình đủ trang trải cuộc sống không cái bây giờ? Không đủ luôn hả chị? À dạ, cảm ơn gì. Ở đây thì nghe gì nói là vắng quá trời vắng. Phía bên trong thì đi thấy cũng có nhiều sạp đã bỏ trống rồi. Ế quá bọn nghỉ. Thấy cái sạp rau của chị hoành tráng quá nè. Ồ, ngôi chợ này lớn, nghĩ là chợ này đông chứ không ngờ lại là vắng như thế này. Dạ đây nè, hàng quá trời tấp nập luôn đây nè, rất là đẹp luôn mà tại sao lại không có khách? Không có người luôn. Ủa, giờ nào là giờ cao điểm của đông khách nhất không? Giờ này là giờ cao điểm nè. Chợ đây đó, chợ lớn như thế là chùa đây nhá. Dạ. Trời ơi, quá trời hàng quá nè, nhiều hàng quá rất là đẹp. Và hỏi thăm các cô các chú ở đây thì giờ này là giờ cao điểm của người ta đi chợ đây mà lại vắng như thế này thì cũng là dạ review giải trí thôi không. Đây thì mình thấy ở đây là hiện tại như thế này đây, hàng quá tấp nập rất đẹp như thế này luôn nhưng mà chợ thì lại vắng. Đây thì
các sạp ở trong thì bỏ trống nhiều rồi. Ở đây thấy là khu trong là bỏ trống hết cả nhà. Để đi bước vào bên trong xíu ha. Đây bên trong để cả nhà chúng ta xem nè. Gần như là khu vực ở bên trong này là bỏ trống hết rồi. Tiểu thương không còn sử dụng nữa. Thì chỉ có khu vực phía ngoài thôi. Thế chị đang làm cái này làm gỏi hả chị? Bánh mì á. À bán bánh mì. Dạ dạ. Khu này trong này là người ta bỏ trống lâu chưa hả chị? Lâu rồi. Dạ dạ cảm ơn chị. Ê. Hay ra cái khu chợ nhưng mà em thấy hàng quá quá trời luôn mà nếu ế thì sao ta lấy hàng nhiều vậy? Nhờ bó mối hả chị? Nhờ bó mối hả chị? Dạ. Dạ. Đây hỏi thăm. Ủa cô vậy đây là hàng quá này là mình chủ yếu là mình bỏ mối nhiều hả? Bỏ mối thôi chứ bán ngoài mua. Dạ. Đây bà bỏ mối cho những quán cơm rồi hả? Dạ dạ cảm ơn con. Dạ. Dạ. Ở đây thì bất ngờ luôn nha. Ri hỏi thăm tất cả các cô luôn thì nói chợ này vắng quá, không ai mua, không ai đi. mà ở đây thì chủ yếu là bỏ mối, tại vì mình thấy là không ai mua, tại sao nhập hàng nhiều như vậy, không lẽ nhập về để đổ bỏ. Thì cũng có bán được là do bỏ mối được chứ không phải không. Thì lay ra như quán cơm đồ, nhưng mà rõ ràng thì với một cái lượng hàng nhiều như thế này mà những cái lượng quán cơm thì không nhiều, cho nên là bỏ mối thì chắc cũng một phần nào đó nhỏ thôi, cũng cầm chừng. Thì ở đây thấy cá đây có, tự nhiên cá này quên tên. À cá chẽm. Cá chẽm này làm gì ngon hay gì? Chân chiên. Chân chưa, con chiên. Dạ. Đây tôm, tôm càng tươi sống luôn nè. Chị sao sáng sớm mà chợ ít người đi dữ vậy chị? Rồi chợ này nó vắng vậy đó. Rồi mình bán gì thì mình có bỏ mối đồ thêm không chị? Rồi như vậy thì mình đủ trang trải cuộc sống không? Bán hơi dai à. Dạ, 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 cảm ơn chị. Đây thì, đây, cả nhà mình thấy, đây là khu vực chợ đây. Dạ, đúng không chị? Dạ, đây thì hàng quá cũng tươi nha, tấp nập luôn nè. Hiện tại thì không thấy người. Đi xung quanh luôn mà đi tìm mà không thấy người ở đây. Gọi là không thấy khách vào ha cả nhà. Đây, ở nhà mình để đi sẽ đi vòng lên đây. Khu chợ này thì không ngờ một cái ngôi chợ lớn như vậy mà hiện tại lại vắng đến mức độ này. Đây, quá vắng luôn. Đây là chị đang ra thịt đây. Chị bán cái này là cơm sườn đó. Cái này là mình ra vậy là một ký vậy là bao nhiêu miếng hả chị? Tùy theo người ta đặt. Đúng rồi. À, đây thì cả nhà mình thấy chủ yếu là đây cũng là bỏ mối đây. Hiện tại thì khách thì gần như là không thấy vào chợ luôn. Đây quá trời cái quầy thịt của chú này. Có quảng cáo lên là chợ này heo rẻ, rẻ. Không có người mua. Heo rẻ, chợ sĩ. Rất là rẻ luôn, không có người ta mua chết đâu. Cho em cập nhật giá luôn không chị? Cập nhật giá cho bà con được không? Đùi 70. Đùi 70, ủa rẻ dữ vậy? Bởi vậy mà còn không có người mua nữa. Rồi nè. Sườn, em sườn non. Sườn 80. Sườn mà 80. Còn ba chỉ. Ba chỉ dạ. Ba chỉ bán sỉ nguyên tấm gì 80. Dạ. Đó, tính ra giá mềm quá. Đàng hoàng nha, chứ không phải heo. Ai dạ. Chợ này không ai mua chứ không quay phải không? Dạ. Đâu có, con review tất cả các chợ luôn, chợ nào con cũng vào hết. Dạ. Dạ. Đây chủ yếu ha, chủ yếu là đây là những cái này là bỏ sỉ hết cả nhà mình đây. Cũng râm ran nhộn nhịp khu vực này đây, nhưng mà khách thì rõ ràng không có thấy. Đây, chị quầy thịt chị lớn quá trời luôn nè. Đây, đủ hết ha. Quầy thịt lớn ghê luôn nè, quá trời ở đây. Hiện tại thì cả nhà mình thấy rồi đó. Đi vòng một vòng chợ như vậy thì thấy toàn là có mình anh Vi Phim đi. Còn khách thì gần như là lâu lâu mới thấy một khách vào. Rất là chậm như thế này. Để đi sẽ rẽ vào lên trên. Xong cái khu... rau củ quả thịt này rồi thì để đi rẽ lên trên thì xem có khả quan hơn hay không. Thì đây bây giờ là
Đúng, có lộn hồi chợ hướng không đây? Đúng rồi, trước này. Trên đây thì quầy xôi chè ha. Đủ, nhưng mà ở đây thì thấy vắng quá trời luôn rồi. Nó thì cái sạp nó bỏ trống rất là nhiều. Đây. Ở đây thì cái quầy tạp hóa của cô lớn quá trời luôn nè. Hình như là cô cái quầy tạp hóa của cô còn dùng đây con thấy hoành tráng nhất luôn á cô. Ồ, quá trời luôn, cái sạp này là đầu tư tiền tỷ tỷ trong đây á. Quay chi vậy? Dạ giải trí không? Dạ cho mấy chú ở quê đồ nằm võng đồ giải trí xem thư giãn. Dạo này mình bán đỡ thôi cô. Dạ. Dạ. Dạ nhưng mà cái này đúng rồi, hàng này cô nhập vô thì cô nghĩ cũng phải có bậc tỷ mới nhập vô được cái hàng này. Mà hiện tại thì chậm hả cô? Dạ dạ cảm ơn cô. Đó thì cả nhà mình thấy đi. Đó. Không thấy tiểu thương ở đâu luôn. À, cho nên là một cái sạp hàng gì nè, cả nhà mình thấy hàng quá cỡ nào mà nói cái tiền sạp nè, rồi tiền hàng nữa thì phải nói là như có một cái sạp như vậy thì người ta gọi là đại gia rồi, tại nắm bạc tỷ trong tay mà. Nhưng mà bây giờ thì bán thì không được, người mua thì không có, cho nên là bây giờ không biết phải làm sao. Đó, hàng quá thì nó đầy ốc như thế này. Đây thì quá trời luôn đây. Nhưng mà hiện tại thì khu vực ở trong này thì đi thấy đóng cửa rất là nhiều rồi. Đây thì quầy trái cây của gì nè. À, nhìn hấp dẫn ha. Dạ gì cho hỏi thăm dạo này mình bán đỡ không gì? Vắng lắm rồi. Dạ dạ cảm ơn gì. Để con đi vào bên trong này. Bên trong này đây. À, bên trong này đóng cửa. Ở đây thì có quầy đồ cúng của chị đây. À, giấy tiền vàng bạc đây. Không biết cái vụ mùa vụ tháng 7 này bán đỡ không gì? Không bằng mấy năm trước. Dạ. Ở đây là chủ yếu mình bỏ mối hay sao? Con thấy trong này ít khách vào quá vậy. Lúc trước thì cũng bỏ mối. Nói chung là cũng có bỏ mối mà. Mấy mối quán cũng như người ta về người ta bán quán lại. Dạ. À, chứ không phải là người ta sỉ lớn. À rồi bây giờ thì nếu vậy thì cái tình hình mà khách con không thấy gì rồi thì mình bán sao? Thì cũng có khách. Nhưng cũng mà có khách. Ý là chị nói là không bằng mấy năm trước. Dạ. Qua mùa dịch là chậm lắm em. Dạ, dạ. Chợ thì nó vắng. Tại vì ở ngoài chợ có sinh nhiều lắm. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Đây thì mình thấy rồi đó, à, khu vực bên đây thì gần như đóng cửa hết, à, cho nên là bây giờ kinh doanh buôn bán của tiểu thương thì cũng khó khăn. Nhiều khi thì bỏ vốn tiền tỷ dưới này đây, nhập hàng về thì nếu mà không nắm tiền tỷ trong tay thì chắc chắn sẽ không mở được cái sạp như thế này. Nhưng mà hiện tại thì hàng hóa của chị thì chợ thì rất là ít khách đi vào chợ như thế này đây, cho nên là kinh doanh buôn bán thì gặp khó khăn rất là nhiều. Cả nhà mình thấy đi vòng vòng cái chợ mà toàn là tiểu thương và những sạp đóng cửa và bỏ trống. Còn người vào chợ thì thưa thớt như thế này, trong khi chợ An Lạc là một cái ngôi chợ rất nổi tiếng, lâu đời. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì cũng thua như thế này đây. Khu vực này thì bà con đang làm tôm khô ha. Thì đó, thì cả nhà mình thấy là ngày xưa mà để có một cái chợ, một cái sạp như vậy thì gọi là giàu lắm mới có mở được cái sạp như thế này. Chứ mà khá là chưa chắc đã đủ tiền mở được cái sạp nữa. Tất cả tài sản, tất cả tâm huyết của mình dồn hết vào đây mấy chục năm trời. Cuối cuộc thì hình ảnh cái chợ nó lại như thế này đây. Phải nói là vắng đến cái độ mà sang sập đôi luôn này, cả nhà. Nhưng mà tình hình này, tình hình này thì rõ ràng là để cho đỡ sót thôi. Chứ mà bây giờ mà bỏ tiền ra sang thì ai cũng không ai dám sang, tại vì sang thì cũng không biết để làm gì ở đây, cho nên là mình đây trong đây hàng quá trời của cô luôn nè. Đây là đồ nam có, đồ nữ có luôn cả nhà mình. Đây đó, rất là nhiều luôn. Rồi dạo này mình bán đỡ không cô? Sao chợ cũng đi nãy giờ con không gặp khách vào luôn á. Sáng tới chiều là vậy luôn. Rồi vậy thì mình bán mình đủ trang trải cuộc sống không? Thì giờ phải chịu thôi sao vậy? Dạ. Dạ dạ. Mình thả tiện chút. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Đó thì đi một vòng luôn thì cả nhà mình thấy là quá trời tài sản của cái cô chú bỏ ở đây, tiền tỷ không mà như thế này đây. Giờ kiếm trăm ngàn không có luôn hả gì? Một ngày kiếm trăm ngàn không có? Có khi 5 ngày mới mở hàng luôn. 5 ngày mở hàng luôn, như vậy thì gọi là mình bán mình không đủ xài hàng ngày luôn. Xài gì, thăm vốn chứ xài gì luôn. Thăm vốn luôn, rồi. Thăm vốn thì không có. Dạ. Rồi bây giờ là khi nào hết hàng là mình tự hiểu cái vốn của mình luôn. Bà nghĩ luôn, bà hết, hôm nay bà nghĩ luôn.
Dạ, cảm ơn. Mình có định chuyển sang làm gì khác không ạ? Hả? Mình có định chuyển sang làm. Già rồi làm gì vậy? Dạ, coi như là mình nghỉ hưu ha. Dạ. Con đi quay về làm sao? Dạ, quay giải trí. Giải trí hả? Dạ, cảm ơn chị. Tại vì thì cái nhà mình thấy rồi, coi như là đi giáp ra đây rồi thì gần như là chợ là đi hết rồi đây. Thì không thấy một khách vào luôn, không thể tin được là một cái ngôi chợ lớn như thế này, nổi tiếng như thế này, nhưng mà bây giờ lại bó tay như thế này. Thì không, vắng dữ lắm hả cô? Con đi vòng vòng nãy giờ cũng không thấy khách luôn mà. Rồi mình bán này là mình chủ yếu mình bỏ mối hay sao cô? Bán về là mấy ngày cúng nè, cô lên cô bán vậy đó. Ngày thường là cô không có bán? Không. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Vắng quá. Dạ, vắng quá. Hiện tại thì Ri cũng đi giáp chợ An Lạc rồi. Nhưng mà tình hình mua bán của bà con tiểu thương thì rõ ràng ở đây thì rất là tội luôn mà con. Nhìn thì tiền đầu tư vô tất cả tâm huyết tài sản mình dồn vô đây, nhưng mà hiện tại thì chợ bán không được. Và em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn ngôi chợ này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.